sáng nay mình uống một ống collagen pha với lại nước, thì mọi người uống vậy thì giúp cho cơ thể mình nó sẽ đẹp da hơn ha. Sáng nay cứ chuẩn bị cho mình một cái chai nước như thế này ha, mình vừa cung cấp collagen là vitamin, biotin và CVK ha, giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh. Tóc nè, răng nè, với hệ xương mình rất là khỏe luôn, và đặc biệt da mình rất là săn chắc, là nám tàn nhang đầu màu là cũng giảm bớt luôn nha mọi người. Ngày nào mình cũng uống, ví dụ như bữa nay lúc bận thì chút sẽ uống viên, còn bữa nào mà mình rảnh hơn chút xíu thì buổi sáng mình sẽ uống dạng ống để mình pha như thế này mình uống, nó là tốt cho cơ thể ha, rất là đẹp da nha.